Dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, gồm dao sắc hoặc nhọn, có chiều dài lưỡi từ 20cm, hoặc được hoán cải, lắp ráp để có công năng, tác dụng tương tự dao có tính sát thương cao. Đây là loại vũ khí khó có tính sát thương cao, là phương tiện lưỡng dụng, được người dân sử dụng phổ biến trong lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Do đó, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dao có tính sát thương cao thuộc danh mục do Bộ trưởng Công an ban hành phải khai báo để công an xã, phường, thị trấn nắm bắt. Việc khai báo này không phải vì đây là ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và không phát sinh thủ tục hành chính. Đặc biệt, người dân khi sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt thì không phải khai báo. Theo Bộ Công an, quy định nói trên là biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.